Xin chào tất cả cô chú anh chị đang theo dõi video bán lan của con ngày hôm nay. Thì hôm nay con bán cây ngọc điểm Thái 6 màu, và đợt này thì con có sự ưu đãi cho cô chú anh chị về cây ngọc điểm này. Hôm nay thì như cô chú anh chị cũng mua của con hồi đợt vừa rồi á, con bán 25.000 một cây, 10 cây tặng một, và ship nó thường khoảng 50.000, 46 đến 50.000. Thì ship giá ship nó rất là cao, rất khó cho cô chú anh chị mua hàng bên con. Thì đợt này thì con bán 10 cây là 240.000 và bao cước vận chuyển nha cô chú anh chị luôn. Cô chú anh chị chỉ mua 10 cây 6 màu và 240.000 bao cước vận chuyển luôn. Cây rất là đẹp, con đã phun nấm, chỉ nấm và đã trồng khá lâu rồi, từ Thái về rồi. Tại vì đợt này Thái nó đang cấm vận chuyển hàng hóa nên con lại có chữ hàng và bán cho cô chú anh chị. Nó có màu, đợt này thì đầu này đỏ đốm nè. Con qua màu thứ hai cho cô chú anh chị, đây là màu trắng nè. Đây, trắng thì cây nó rất là xanh. Màu thứ hai màu trắng, và đợt này con sẽ có một cái tờ giấy bỏ vô thùng cho cô chú anh chị về để biết cái màu luôn. Thì màu trắng đây cô chú anh chị, trắng lá mít đó, rất là to. Con đã phun thuốc chỉ nấm hết rồi, cây khỏe cho cô chú anh chị nha. Màu tiếp theo là màu đỏ loang nè cô chú anh chị, đỏ loang nè, cây rất là to, khỏe, mập mạp. Đỏ loang 24.000 10 cây, bao ship cho cô chú anh chị nhé. Rồi con qua màu tiếp theo, một bò sữa, cây rất là to, khỏe luôn. Cô chú anh chị mua được hàng này thì sẽ, con nghĩ sẽ không thất vọng. Đây, rễ rễ thì nó mọc rất là ok rồi, vì bản chất cây từ Thái về là rất là ok rồi, và con chăm thêm một thời gian nữa để xuất bán cho cô chú anh chị. Lá rất là cứng, khỏe. 24.000 10 cây bao ship. Còn qua tiếp theo đó là màu đỏ. Đợt này thì cây hàng này thì màu đỏ nó không được đậm giống như cái lô hồi xưa con bán. Đây, màu đỏ đây. Cô chú anh chị đặt hàng thì có thể liên hệ cho con nha. Con có 6 màu. Rồi con đợt này thì Thiên Nga của con lại tiếp tục về hàng tiếp. Thì cây nó đẹp hơn lô vừa rồi. Con bán 40.000. Lô này thì con có tăng giá lên. Vì cây lý do cây nó đẹp hơn, nó cao hơn. Thì giá của cây Thiên Nga này thì con bán cho cô chú anh chị là, đây, lô vừa rồi thì nó nhỏ như này. Này thì lô nó to như này. Thì con bán 43.000 một cây và con bao ship cho cô chú anh chị. Thì nó có cây Thiên Nga đen, cây Thiên Nga vàng và cây Thiên Nga đỏ, đen vàng đỏ, và cây đó thì cây cam nữa, mà cây cam thì con sẽ giới thiệu sau. Đen vàng đỏ thì giá nó là 43.000 một cây, cây bự như thế này nha cô chú chị nhé. Nó củ rất củ to. Còn Thiên Nga cam, cam đợt này thì cây nó cũng khá là to và đẹp. Đây, ưu đãi cây Thiên Nga cam thì giá nó là 33.000, nó sẽ thấp hơn, tiền hơn so với cây kia. Và con sẽ bao ship vận chuyển, nếu cô chú anh chị mua 10 cây, cứ đủ 10 cây con sẽ bao ship vận chuyển bất kỳ. Dạ thì hôm nay con tiếp tục bán cây Châu Như như thế này. Giá con bán là 90.000 một cây Châu Như, và con bao ship luôn cho cô chú anh chị. Và chậu to thế này thì con sẽ thay qua cái chậu nhỏ hơn để gửi hàng cho cô chú anh chị đỡ cồng kềnh. 90.000 một cây như này, cây 52 rất khỏe.